Hạnh Phúc Lan Xa, Duyên Tình Bên Ta mời bạn đón xem chuyên đề Người Một Nhà. Tôi là Trương Nhã Đình. Hôn phối Việt Nam Lê Thu Anh sau khi gả đến Viên Lâm Trương Hóa, chị bắt đầu mở quán ăn buôn bán do bởi dân chúng ở khu gần đó đều rất thích mùi vị thức ăn Việt Nam của chị, cho nên quán rất đông khách, làm chị phải mời cả cha mẹ ở Việt Nam cùng đến Đài Loan trước chăm nom quán ăn cũng làm cho chị vô cùng cảm động. Trong quán ăn nhỏ bận tới bận lui là Lê Thu Anh hôn phối Việt Nam, chỉ thấy chị nói tiếng Hoa với khách, đối với người bên cạnh thì lại nói bằng tiếng Việt, thì ra đến phụ giúp bán hàng là cha mẹ ở quê nhà của chị. Buổi trưa chúng tôi không cách nào mà thuê người đó. Thuê người thì khó thuê lắm, cho nên nói ba má qua đây thì họ đều là những người làm công việc chân tay nè, cho nên họ đều có thể giúp tôi đó. Nói đến sự chăm sóc của cha mẹ đối với cô con gái này, Lê Thu Anh cảm động nói không nên lời. Nhưng nói đến món ăn đặc sắc của chị thì chị mở hết lời. Phải là bánh xèo Việt Nam, nó có gì đặc biệt hả? Nhưng bên trong và vỏ bột bên ngoài nè. Vỏ bột bánh bên ngoài làm thế nào? Là làm bằng bột gạo, rồi thêm nước dừa nè, hành và gia vị. Mở tiệm làm ăn ở Viên Lâm Trương Hóa, danh tiếng của Thu Anh vang dội vì các hôn phối Việt Nam ở gần đó đều chỉ định ăn món ăn của chị. Có khi là muốn ăn một số khẩu vị ở Việt Nam chúng tôi nè. Món ăn quê hương Việt Nam đúng lúc ở đây thì lại có mở, cho nên tôi thường đến đây để ăn đó. Lê Thu Anh nói mở tiệm tuy vất vả nhưng có sự ủng hộ của cha mẹ Việt Nam và sự chăm sóc của chị em Việt Nam, bận rộn nhưng cũng rất vui vẻ.